Chiều qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Long Thành tổ chức trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động nặng hoặc bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Dịp này, đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các đoàn viên, người lao động khắc phục mọi khó khăn trước mắt, vượt qua bệnh tật, không ngừng phấn đấu vươn lên ổn định cuộc sống và trao 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nêu cao vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.